Xin chào mừng cả nhà tiếp tục đến với CGC Khôi Hộp Makerzo Senhaser cùng Tuấn Nguyên Music. Nhân vật chính ngày hôm nay là cây Makerzo M860-15SC. Cây này thì đã quá nổi tiếng và được sử dụng nhiều trong các dàn âm thanh chuyên nghiệp. Sở dĩ nói như vậy vì M860-15EC là loại Makerzo condenser hút âm thanh tốt và tái tạo rất chi tiết đến những sẽ yêu cầu cấp nguồn phân tâm 48V từ mixer để Makerzo hoạt động được. Cũng chính vì đòi hỏi nguồn cấp và Makerzo có độ nhạy quá cao, vì thế nhiều kỹ thuật viên không chuyên sẽ hạn chế sử dụng, khống chế không tốt Makerzo sẽ dễ xảy ra các hiện tượng hú, rít âm thanh. Nhưng đây cũng chính là điểm mạnh của Makerzo M860-15EC. Các hệ thống âm thanh chuyên nghiệp sử dụng mixer digital hoặc kỹ thuật viên có kỹ năng tốt sẽ khai thác hiệu của Makerzo này. Âm thanh chi tiết, giọng nói và giọng hát đều ấn tượng, người sử dụng và người nghe đều hài lòng. Thực tế hiện nay, các hệ thống âm thanh nhà thờ, mục giảng, thuyết pháp nhà chùa và các ca sĩ, phòng thu chuyên nghiệp thường chọn sử dụng Makerzo M865EC để mang lại hiệu quả tối ưu nhất. Tuấn Nguyên Music bán Makerzo Senhaser M865EC chính hãng, giá đang khuyến mãi rất tốt. Cả nhà cần mua cây Makerzo này liên hệ chúng.